Anh ăn trái cây nè. Anh á, cần phải ăn nhiều trái cây vào cho có vitamin chứ. Nó giúp anh phục hồi sức khỏe rất là nhanh đó. Không biết anh Bình làm chi để cho em phải cực nhọc như vậy. Anh nói vậy mà nghe được hả? Chăm sóc anh á là nghĩa vụ của em mà. Nhưng mà công việc của em á là ở văn phòng chứ đâu phải ở đây. Còn đây á là chuyện mà người nhà của anh phải lo. Em làm như vậy là không phải. Nhưng em thích làm thì sao? Anh hổng cho em chăm sóc anh hả? Ba má anh á thì già, nhà lại không có ai. Bây giờ mà mướn người thì tốn tiền vô ích. Em làm là phải rồi. Nhưng anh vẫn thấy bứt rứt vì thời gian của em, sức lực của em. Em có thể làm được nhiều việc khác có lợi cho em hơn, tăng thu nhập cho em ngoài số tiền lương ít ỏi ở văn phòng. Nếu anh thấy cắn rứt lương tâm á, thì chừng nào chữa bệnh xong, anh thanh toán tiền nuôi bệnh cho em. Sòng phẳng như vậy được chưa? Giải pháp đó được đó. Anh không muốn em bị thiệt thòi. Nhung ơi, em đâu rồi? Nhung, Em đây. có chuyện gì vậy em? Em thấy xúc động khi nghĩ tới anh nhìn thấy lại được như trước kia. Anh cảm ơn em. Quả thật anh cũng có cái nùng nao đó. Nhiều khi nằm xuống, anh cố dỗ giấc ngủ hoài mà vẫn không được. Một cảm giác rất lạ. Trong những lúc trăn trở như vậy, có lúc nào anh nghĩ rằng khi anh sáng mắt thì cuộc sống của anh sẽ có những thay đổi nào đó không? Thay đổi à? Anh nghĩ là có. Thay đổi gì vậy anh? Hình như em có vẻ quan tâm tới điều này phải không? Mối quan hệ giữa anh và em, tình cảm giữa anh và em thì sẽ không có gì phải thay đổi, trừ một việc. Việc gì? Thì văn phòng của chúng ta phải nỗ lực hơn trước nữa để nâng cao tiền lương của cô thư ký giỏi giang này chứ. Thôi, em không có nói chuyện đó. Ý em nói á là anh sẽ có những mối quan hệ khác được hình thành trong thời gian anh nằm viện đó. Tất nhiên là có. Là những ai? Có một vài phụ nữ đến rồi lại đi một cách âm thầm. Họ không nói với anh một lời nào hết. Anh không hiểu tại sao họ lại xuất hiện một cách bí hiểm đến như vậy. Nhưng do đâu anh lại biết họ là phụ nữ vậy? Thì anh cảm nhận được những hương vị khác nhau lan tỏa trong không khí khi họ bước vào phòng. Em không tin. Anh chỉ theo dệt và giữ bí mật về họ đối với em mà thôi. Anh làm vậy để làm gì? Có gì mà anh phải giấu giếm em chứ? Về những người phụ nữ đó. Em xin lỗi anh. Em không có lý do gì để gặng hỏi anh. Chỉ là tò mò quá mà thôi. Anh nghĩ cũng có thể là thân nhân đi thăm bệnh, hoặc là một cô y tá nào đó thích nghe anh thổi khẩu cầm. Họ không dám lên tiếng và lặng lặng rút lui khi anh hỏi. Vậy á là em biết được anh còn có một khả năng nữa. Khả năng gì? Thầy bói hương vị của phụ nữ đó. Em không thể nào chịu đựng ông Trường được nữa rồi. Em đã hết sức cố gắng. Nhưng đã là một chiến sĩ công an, em càng phải vượt qua những thử thách đó. Việc cá tính của em và Trường không hợp nhau không phải là lý do chính đáng để tổ chức chấp thuận cho em chuyển từ đội 1 sang đội 2 do anh phụ trách được. Hơn nữa, còn một lý do tế nhị khác. Giữa anh và Trường sẽ phát sinh mâu thuẫn nếu anh giận em. Anh à, vậy không còn cách nào khác để giúp Duyên sao? Theo anh là không. Cần phải bình tĩnh Duyên à. Có gì không ổn thì cứ liên lạc với mình nha. Hãy dũng cảm lên em. Đi đâu em cũng sẽ gặp những người như Trường thôi. Em nặng lòng với Trần Minh như vậy là tốt. Nhưng nếu em không khéo, em sẽ bị tình cảm chi phối. Dạ, em cảm ơn anh. Thôi, em về đây. Em chào chị Xuân Khánh. Chào anh em về. Ừ.
cái tai trường này, đi đâu cũng có chuyện. Em thấy thương Duyên quá. Chị em phụ nữ tụi em nói gì thì nói cũng nặng tình cảm mà. Em gặp được một ông sếp như vậy, trước sau gì thì cũng đụng độ thôi. Anh nghĩ coi, cứ căng thẳng trong lòng hoài, sớm muộn gì thì Duyên cũng sẽ tổn thương về tinh thần. Mà nè, anh không giúp Duyên á là không được đâu á. Anh nói cứng là để cho Duyên hiểu rằng sự việc nó không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, tại sao buông xuôi rút lui, phó mặc cho cái xấu tác tệ mà không chịu đấu tranh? Phải cho người ta biết cái sai của họ chứ. Rồi còn anh em trong đội bỏ đâu? Hào, Mân, Nam, anh biết đó là những người tử tế, Duyên có thể dựa vào họ chứ. Khánh à, em nên thường xuyên liên lạc với Duyên để giúp đỡ cho cô ấy. Vấn đề chính là ở Duyên. Cú sốc quá lớn sau cái chết của Trần Minh, em hiểu không? Em hiểu. Tại sao em gái anh có thể vượt qua được điều đó, vượt qua được sự mất mát đó, còn Duyên thì lại không? Chẳng lẽ em gái của anh không nặng lòng với Trần Minh bằng cô ấy hay sao? Anh nghĩ người mà Trần Minh thật sự yêu thương chính là em, chứ không phải là ai khác. Em nên đem kinh nghiệm của mình để trao đổi với cô ấy. Anh nghĩ là phụ nữ với nhau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Cảm ơn anh, em sẽ lựa lời để nói với Duyên. Không phải như em nói với anh đâu, em chỉ giả vờ đóng kịch, làm ra vẻ cứng cỏi thôi, chứ thực ra lòng em tan nát anh Xuân Vinh à. Anh Trần Minh mất đi, em cũng thấy cuộc sống của em chật hụt hẫng, vô vọng. Duyên thì còn có thể có phản ứng với một ai đó để giải tỏa, còn em thì không thể. Em phải nén lại tất cả nỗi đau thương để khóc thầm. Làm sao em có thể khuyên nhủ ai được chứ? Em đã hứa với anh là em không khóc nữa mà. Phải sống những ngày còn lại cho ổn thỏa. Nhưng rồi, khi em đối diện với chính bản thân mình, em lại cảm thấy sợ hãi. Em lại nhận ra một sự thật khủng khiếp, Là anh không còn ở bên cạnh em nữa. Anh ơi, làm sao em có thể chịu đựng được cái ý nghĩ là anh đã mãi mãi xa rời em? Đừng khóc nữa, và hãy nghe lời anh. Anh không mất đi đâu, mà anh vẫn ở bên em thôi. Anh đang thác sinh vào một người khác. Em đã đến đó vì tò mò, nhưng em không thể hình dung ra được anh ta là anh. Dần dần rồi em sẽ quen thôi. Xác thân anh đã mất đi, nhưng linh hồn anh sẽ lưu trú trong đôi mắt ấy, cùng với hình ảnh của em, Xuân Khánh à.
Khánh, sao em không vô nhà mà ngồi ở đây vậy? Anh Trần Minh, anh Trần Minh. Khánh, Khánh. Anh Trần Minh, anh Trần Minh. Chị à, anh Trần Minh đâu? Anh Trung, lát nữa có mấy người nông dân đến á, thì anh tiếp hỏi giùm em nha. Hôm qua họ có điện thoại đến, nói là bữa nay lên cung cấp cho mình cái thông tin về vụ lô đất mà họ nhờ mình khởi kiện bữa trước đó. Bà Nhung nè, hình như là bữa nay anh Kỳ mở băng phải không? Từ khi mổ đến giờ cũng cả tuần lễ rồi. Ủa, sao anh biết? Sao nữa? Thì em nói cho anh nghe chứ ai. Trời ơi, mới nói hôm qua mà bây giờ quên rồi. Coi chừng đầu óc của em dạo này quá tải rồi đó nha. Em cũng không biết nữa. Đúng là mấy bữa nay đầu óc em nó cứ ngây ngây làm sao á. Em cứ hồi hộp, lo lo. Hồi hộp làm sao? Lo lo thế nào? Thì hồi hộp, lo lo. Không biết sau khi được mở băng mắt ra, anh Vĩnh Kỳ có được thấy lại bình thường hay không nữa. Em khéo lo quá. Thì bây giờ ghép giác mạc vô mắt thì cũng thấy bình thường thôi. Có gì đâu mà khác đâu. Em có xem trên truyền hình một bộ phim tài liệu. Họ nói những người được ghép tim của người khác sẽ mang theo ký ức tình cảm của chính người đó theo mình. À, nếu như mà có điều này xảy ra đó nha, thì thật là kỳ diệu. Bởi vì á, người chủ của quả tim á, yêu ai thì người được ghép sẽ yêu người đó. Wow, cái này mới rắc rối à. Ủa, nhưng mà em lo chuyện bao đồng chi vậy? Đó là chuyện tình cảm của anh Vĩnh Kỳ. Em lo chi cho mệt. Khai thiệt đi. Có phải là em nếu đó là chuyện riêng tư của em thì anh thắc mắc làm gì? Thôi em đi đây. Dạ chào cô Nhung. Chào luật sư. Dạ chào hai chú. Mà hai chú ngồi. Ủa, hai chú buôn bán gì mà mang theo nhiều đồ quá vậy? Có buôn bán gì đâu cô. Của ít lòng nhiều, cây nhà lá vườn. Tụi tôi nghe ông luật sư mổ nên đem lên bồi dưỡng cho ổng mau hết bệnh. Đặng giúp bà con. Chú cha ở dưới xa mặt trời nên quan tham nó lộng hành dữ lắm. À, chuyện hai chú nói trên điện thoại sao rồi? Dạ, lô đất mình đang khởi kiện đòi lại chủ quyền á, bị tay chủ tịch đứng ra mua lại. Không cần biết có tranh chấp gì hay không. Anh em tụi tôi có làm đơn khiếu nại, nhưng mà họ bác đơn, nói là không hợp pháp gì đó. Họ làm quan, họ nói mình thấp cổ bé miệng, nên làm sao mình tự cho nổi. Cho nên tụi tôi lên lần này á, trước là để thăm ông luật sư, sau là để báo cáo thêm tình hình diễn biến mới. Hai chú cứ trình bày đầu đuôi câu chuyện cho luật sư Trung nghe. Dạ. Cháu có chuyện phải đi. Ủa, cô Nhung đi đâu vậy? Anh em tụi tôi lặn lội lên đây á là để mong gặp mặt cô. Ủa bây giờ cô đi cũng như không. Nhưng cháu tới giờ phải vô bệnh viện rồi. Bữa nay bác sĩ mở băng mắt cho luật sư Vĩnh Kỳ. Ủa vậy sao? Trời ơi, chuyện hệ trọng vậy sao cô không cho tụi tôi hay? Để tụi tôi đi thăm luật sư. Trời đất, hai chú đi theo làm gì? Sao lại không làm gì? Ông luật sư á đã hết lòng vì tụi tôi thì tụi tôi phải hết lòng với ổng chứ. Thà không biết thì thôi. Chứ biết rồi á mà không vô thăm á không khỏe phép chút nào. Thôi được rồi, hai chú đã có lòng với anh Kỳ như vậy á, em cứ đưa hai chú vô bệnh viện để thăm anh Kỳ. Thôi được, nhưng mà nói trước, hai chú không được quấy rầy luật sư đó nha. Ủa, quấy rầy luật sư là sao? Tôi không hiểu. Thì đừng nói chuyện với luật sư nhiều quá, dãnh còn mệt. Nhất là không được nói tới chuyện lô đất, nhớ chưa hai chú? Dạ chuyện nhỏ mà. Cái chính là luật sư nhìn thấy tụi tôi, biết tụi tôi là ai là được rồi. Để có chuyện về kể cho bà con ở dưới nghe. Thôi, trễ giờ rồi, mình đi thôi. Chú. Chào cô. Không được đâu, mấy thứ này không đem vô bệnh viện được đâu.
chú để lại đây đi. Thôi cứ để đây đi, lo gì. Vậy tôi gửi ở đây nha. Dạ. À, chào luật sư Trung. Dạ chào chú. Đêm qua anh đâu có chợp mắt được. Anh cứ nghĩ ngày mai mở băng ra Vĩnh Kỳ nó nhìn thấy, không biết nó phản ứng như thế nào. Thì còn như thế nào nữa, chắc chắn là con mình sẽ được nhìn lại như trước kia. Nhưng mà tại sao hôm nay anh lại lo lắng như vậy? Cái chuyện này em thấy đâu có rắc rối gì đâu. Nếu muốn cườm hay một bệnh lý nào khác thì mắt vẫn là mắt của mình. Nhưng trong mắt Vĩnh Kỳ hiện nay á, lại có bộ phận quan trọng thuộc về người khác. Đó là giác mạc. Không hiểu trong tương lai á, có gặp tình trạng thử ghép như ghép gan, ghép thận hay ghép tim hay không. Nhưng mà tại sao mấy bữa trước á, anh không hỏi bác sĩ cho rõ vậy? Gần đây á, anh có đọc mấy bài báo viết về chuyện này nên anh hơi lấn cấn vậy thôi. Anh à, không hiểu sao em thấy hồi hộp quá. Nó còn là hồi hộp hơn lúc mà con mình nó vô phòng mổ nữa. Anh biết không, lúc nãy mà anh bấm còi em chưa xuống kịp á, là vì em còn đứng cầu xin Phật Bà Quan Âm đó, cứu khổ cứu nạn cho con mình nó được tai qua nạn khỏi. Em làm vậy cũng phải, mình đâu có nắm chắc được điều gì đâu. Thôi anh đừng xúc động quá nha. Chừng nào mới tháo băng ra vậy anh? Có lẽ phải đợi ba má anh vô. Ông bà muốn được chứng kiến cảnh anh thấy trở lại. Tụi tôi mà về dưới kể lại cho bà con họ nghe, chắc họ khóc ròng quá. Ở dưới ai cũng mong cho luật sư mau hết bệnh. Để cãi cho bà con đúng không? Dạ, ở dưới á còn nhiều vụ đất đai, nhà cửa khuất tất lắm. Nhưng bà con nghèo đâu có tiền mướn luật sư. Tôi mong mình á có được sức khỏe tốt để giúp đỡ bà con hoài. Dạ chào hai bác. Chào cô, chào hai anh. Bác sĩ tới chưa hả cô? Dạ chưa, nhưng mà cũng sắp tới rồi đó hai bác. Con thấy tình hình sức khỏe sao rồi? Con khỏe bà. Chào bác sĩ. Bác sĩ khỏe chứ? Chào bác sĩ. Chào bà. Chúng ta bắt đầu được chưa bác sĩ? Tôi cảm thấy nóng lòng quá. Được rồi anh. Anh có thể từ từ mở mắt ra được rồi đó.
Con thấy được ba má không con? Con đã thấy. Con thấy lại được rồi ba má ơi. Hả? Con tạ ơn trời Phật. Con tạ ơn trời Phật. Con cảm ơn ba má đã hết lòng vì con. Có gì đâu, đó là bổn phận của ba má mà con. Em xin lắm Nhung à, bây giờ anh mới nhìn thấy được điều đó. Em cảm ơn anh. Anh nhìn thấy được là em vui lắm rồi. Còn đây là... đây là khẩu chủ của luật sư đó. Bảy bảy. Là thân chủ. Mình làm mà ông luật sư tốn tiền vì mình, khổ cực vì mình. Không gọi là khổ chủ chứ gọi bằng gì. Gọi là gì cũng được mà. Tôi cảm ơn hai chú đã ghé thăm. Lẽ ra bà con ở dưới ai cũng muốn lên đây thăm luật sư hết á, nhưng mà tụi tôi không có cho. Tụi tôi chỉ muốn là tụi tôi đại diện cho bà con ở dưới lên đây thăm hỏi luật sư là được rồi. Ai vậy? Bà con làm tôi cảm động quá. Có gì đâu luật sư. Tôi không biết nói gì hơn. Dạ để từ từ rồi nói luật sư. Bệnh mới vậy không nên nói nhiều. Nó bay hơi. Ông nữa. Trời ơi bay hơi cái gì mà bay hơi. Biết thì nói. Tôi biết chứ. Không biết thì thôi. Nè, ở đây toàn là luật sư với bác sĩ không đó nghe. Nói cho vui thôi mà. Dạ. Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn hai cô. Không có gì. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Xin chúc mừng luật sư. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chào ba. Cảm ơn bác sĩ. Chào mọi người. Chào, dạ, bác sĩ. Chào bác sĩ. Má. Anh bị chói hả? Sao vậy con? Đóng cửa lại đi cô Nhung à. Dạ. À, không sao, không sao đâu má. Con muốn đi ra ngoài một chút. Anh thấy sao rồi? Anh thấy lạ lạ. Cảm giác thích thích, hồi hộp. Nói chung là anh có cảm giác có một người nào đó đang ở trong anh, cùng với anh. Con thấy như vậy à? Con có khó chịu không vậy con? Anh à, anh đi hỏi bác sĩ đi. Rủi con mình nó không chịu được giác mạc đó thì sao anh? Có gì đâu. Trước khi ghép á, người ta khám tới khám lui, rồi thử tới thử lui, thích hợp người ta mới ghép. Không sao đâu, em yên tâm. Má đừng lo lắng quá. Con nói á là nói tình trạng tâm lý của con vậy thôi, chứ trong người con rất bình thường, khỏe mạnh lắm má. Vậy hả? Chuyện gì vậy con? Dạ. Con có sao không? Dạ con không sao. Nhưng mà người phụ nữ đó... Ai? Người nào? Anh nói người phụ nữ nào? Thì người phụ nữ mới đi ngang qua đó. Mấy người đi thăm người nhà đó mà. Không phải. Người này rất quen. Kìa con. Con đi đâu vậy? Nhìn kỹ. Dạ thôi để con đi theo anh ấy. Con đi đây. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô ơi! Đúng là cô ấy rồi. Hình ảnh của cô ấy đã ăn sâu vào trong ký ức của mình. Mình đã yêu cô ấy, nhưng cô ấy là ai? Sao mình không biết gì về cô ấy cả? Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Cô ơi, tôi hỏi câu này hơi đường đột, nếu có gì phật lòng cô bỏ qua cho. Anh Vĩnh Kỳ cứ nói đi. Cô biết cả tên tôi à? Vậy thôi, tôi không hỏi cô câu hỏi đó nữa, vì cô không phải là ảo ảnh như tôi nghĩ. Anh Vĩnh Kỳ ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện, sau đó chúng ta chia tay. Chia tay? Nhưng mà tại sao? Vì tôi đã biết được điều tôi cần biết. Cô đã biết điều gì? Anh là luật sư Vĩnh Kỳ, một người nổi tiếng. Nhưng tôi không cảm thấy như vậy đâu. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Sự nổi tiếng theo tôi không mang lại điều gì ngoài sự rắc rối và đánh mất riêng tư. Mà trong khi đối với tôi, sự riêng tư là quan trọng hơn. Tôi rất vui mừng khi thấy giữa anh và người yêu tôi có nhiều điểm giống nhau, chẳng hạn như cảm nhận về sự nổi tiếng. Cô có người yêu rồi à? Ừ. Vậy cô có yêu người đó không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy là từ lúc mở băng ra nhìn lại cuộc sống, tôi toàn gặp những ảo ảnh và ảo tưởng. Tôi cũng là ảo ảnh và ảo tưởng của anh sao? Đúng vậy. Tôi xin lỗi cô nha. Không hiểu sao tôi cứ lại đinh ninh là tôi đã gặp cô ở đâu đó, và tôi đã yêu cô tha thiết. Anh nghĩ không sai đâu, chỉ có điều cũng không đúng. Nghĩa là sao? Tôi và anh Vĩnh Kỳ chưa hề quen biết nhau thì nói gì tới tình yêu. Tôi cũng nghĩ vậy về mặt logic, nhưng sao trong lòng tôi lại gợi lên tình cảm yêu thương với cô? Tôi nghĩ có lẽ ở tiền kiếp, giữa tôi và cô từng có mối quan hệ yêu đương với nhau, và kiếp này là sự tiếp nối của mối quan hệ đó. Tôi không nghĩ phức tạp và chồng chéo như vậy đâu. Tôi chỉ nghĩ đến một điều. Cô nghĩ điều gì? Có lẽ những ký ức về tôi đã được lưu lại trên giác mạc của người yêu tôi, và sau đó những ký ức này lại được chuyển sang cho anh khi anh đã được cái giác mạc của anh ấy. Cô nói là đại quý Trần Minh. Vậy cô là người yêu của anh ấy? Đối với tôi, anh ấy là một người vĩ đại. Anh đừng nói vậy, anh ấy sẽ không thích mình là người vĩ đại đâu. Vậy anh ấy thích gì? Tôi muốn biết nhiều về ân nhân của tôi. Cô nói cho tôi nghe nha. Không sao, tôi cũng cần nói ra rồi không bao giờ nói nữa. Trần Minh không có gì phức tạp hết, song sự bất hạnh cứ đeo đẳng cuộc đời của anh ấy. Chúng tôi vừa nhận ra chúng tôi thật sự yêu nhau thì đã mãi mãi phải chia lìa. Đó là một cảm nhận thật khủng khiếp, tôi không biết làm gì hơn là khóc. Khóc cho vơi đi nỗi đau, cho gột rửa bất hạnh. Cô đừng buồn nữa, có được không? Nước mắt của cô khiến cho tôi se lòng. Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa, nhưng định mệnh đã cho tôi nhận giác mạc của Trần Minh, và đương nhiên cả ký ức tình cảm của anh ấy, trong đó có cô. Bây giờ tôi hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy cô thì tôi đã nhận ra ngay cái dốc dáng thân quen mà tôi chưa từng tiếp xúc, và tôi đã bị ấn tượng trước hình ảnh của cô. Cô khiến cho tôi rung động bằng cảm xúc tình yêu của Trần Minh. Như vậy thân phận của tôi hiện nay trong mắt anh rất phức tạp.
Tôi là người yêu của Trần Minh, nhưng không phải là người yêu của Vĩnh Kỳ. Trong khi Trần Minh và Vĩnh Kỳ là một. Thân phận gì đi chăng nữa thì tôi rất yêu mến cô, vì tôi không thể quên cô. Bởi cô là ký ức của Trần Minh, tức cũng là ký ức của tôi. Nếu tôi muốn là Vĩnh Kỳ thì tôi phải trả lại giác mạc của Trần Minh cho người khác. Nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy thoải mái khi Trần Minh luôn ở bên tôi. Cô hiểu những gì tôi vừa nói chứ? Anh nói có gì khó hiểu đâu. Song có một điều quan trọng mà anh chưa đề cập đến. Điều gì? Anh còn chưa hỏi tên tôi là gì. Tôi có phải là ma đâu. Tôi xin lỗi, mãi bị cuốn hút vào câu chuyện ly kỳ của cô nên tôi... Tôi tên là Xuân Khánh. À, cô Xuân Khánh nè, trong vụ này cô thấy có điều gì kỳ bí không? Tôi nghĩ là không. Sự lưu giữ ký ức từ tình cảm đã được giới khoa học đề cập đến nhiều. Tất nhiên, sự nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn đang tiến hành. Cô là người yêu của đại quý Trần Minh, và bây giờ vô hình trong tôi, tôi luôn mang hình ảnh của cô trong đầu. Điều đó có thể khiến cho cô và tôi, hoặc là một trong hai người sẽ cảm thấy khó khăn. Chẳng hạn, nếu như cô không ưa tôi, không hài lòng về tôi thì sao? Tôi biết tình cảm không phải là sự áp đặt, mà nó phải được hình thành từ từ, trải qua một quá trình. Song nếu như quá trình đó không thuận lợi, để cho tình cảm đó phát triển, thì tất nhiên nó sẽ phai nhạt dần, và đến một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Nhưng nếu nó không biến mất mà tiếp tục phát triển và ngày càng mạnh mẽ hơn thì sao? Câu trả lời nằm ở sau lưng anh kìa. Thôi, chào anh nha. Cảm ơn anh về cuộc gặp gỡ này. Tôi sẽ gặp lại Xuân Khánh chứ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau mà. Nhà mình đây hả con? Má hỏi mắc cười quá à. Nhà người ta sao mình dám dọn tới? Nhà Nhi Nguyệt to quá à. Nhi Nguyệt cho má con về ở với nha. Thôi, mấy đứa có im đi không? Má tụi bay lấy chồng khác rồi, về đó làm gì nữa? Nè, nói cho biết trước nha, về ở đây á không có giống như ở nhà cũ đâu. Không được đùa giỡn ồn ào nghe chưa? Dạ. Ôi. Chào cô Nguyệt, dép của cô đây nè. Chị để đó đi. Anh Công đâu rồi? Dạ anh Công đang chờ cô ở chợ anh đó. Ừ, được rồi, cảm ơn chị. Má. Hả? Trời đất ơi, má làm gì không chịu vô ngồi đi, làm gì đứng đó dòm hoài vậy? Thiệt tình á, má không có dám vô. Không biết có phải nhà mình không nữa. Má có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được cảnh này nữa. Thì bây giờ má thấy rồi đó. Trời ơi, vô đây ngồi đi.
Má cảm ơn con. Má không biết làm gì cho con đây. Dễ thôi. Gì hả con? Thứ nhất, không đánh bài. Thứ hai, không đánh số đề. Vậy là được rồi. Mấy thứ đó khó bỏ lắm. Nhưng má sẽ ráng vì con. Wow, đúng là nằm mơ cũng không thấy nữa. Ê, ngồi yên. Phá quá đuổi về nhà cũ hết nghe chưa? Thôi, để má dạy tụi nó từ từ. Trong nhà này cái gì cũng lạ mà. Má còn không biết huống gì tụi nó. Thôi, con đi lên lầu nha. Ừ. À khoan, để con nói dì Tư á, đưa má đi xem vòng hết nhà nha. Thôi, để má tự đi xem được mà. Ừ. Đã quá à. Ừ, đã lắm. Nhúng. Không có được nhúng nghe chưa? Nhúng là hư ghế hết trơn á. Ngồi im, không có được nhúng. Im thiệt nha. Cái gối đẹp không con? Dạ đẹp. Ủa, xong chưa em? Dạ, xong rồi anh. Vậy hả? Vậy để anh xuống chào má một tiếng ha. Thôi khỏi, không cần đâu anh à. Tùy em, để anh chào sau cũng được. Em cảm ơn anh đã làm những điều tốt đẹp cho em và gia đình em. Em khách sáo quá. Mang ơn thì phải trả ơn. Tánh em là vậy đó. Nhưng em không có gì hết. Anh yêu em.